Kính thưa quý khán giả theo dõi kênh YouTube Điện Sản Rồng Vàng. Hôm nay tôi đây có mặt tại huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Và bây giờ chúng tôi lúc chiều thì chúng tôi đã làm một cái video. Sau khi sửa tôi đã mà công bố cái cách kỹ thuật chúng tôi làm trong nhạy yến. Và đến bây giờ thì để chứng minh rằng chúng tôi làm đúng. Giờ này thì chim thật tôi đã dụ từ chơi từ chiều đến giờ rồi. Con nào đi thì nó đi, con nào nó ở thì giờ sẽ vào trong nhà yến này. Và tôi cũng dành một thời gian để tôi quay những đám chim này xem nó có vào hết cái nhà yến này không. Nó chơi từ chiều đến giờ rồi thì nó sẽ vào không, thì đến giờ này thì chắc chắn nó phải vào thôi. Nó không có đường nào để đi ra nơi khác nữa. Căn nhà này thì bác chủ nhà nói là cũng 2 năm rồi. Nó cũng thất bại và cũng một thời gian rất là dài, tương đối là dài để mời tôi đến, nhưng mà thực sự ra từ Đồng Nam đến giờ chúng tôi đi chưa vào Bình Phước. Hôm nay tôi có dịp tôi về Bình Phước thì nếu ai có duyên bén duyên với tôi thì trong thời điểm này thì tôi sẽ tranh thủ tôi dành thời gian để tôi làm. Một thời gian kế tiếp thì tôi sẽ phải đi đến các bác ở miền Trung và các bác thuộc khu vực miền Tây Nguyên thì cũng đang chờ chúng tôi rất là lâu rồi, nhưng các bác cũng hết sức thông cảm, không thể vội được, tại vì tôi cũng phải không thể là đi được, bởi vì công việc nó quá bận, nên các bác hết sức thông cảm cho tôi. Thì cái khu vực tỉnh Bình Phước của mình ấy thì vùng chim là khá tốt nhá, tôi cũng chả tài giỏi gì đâu. Cái vùng chim nó tốt thì tôi làm cả tuần nay thì căn nhà nào nó cũng đạt cái chỉ số chim đến và chim ở tương đối. Thì cũng báo cáo các bác vậy. Là nhà chi nhà yến thì phải chọn vị trí. Nên thường là các bác hay mời tôi đến xây nhà, làm nhà mới thì tôi phải khảo sát rất là kỹ. Cái vùng nào làm được thì tôi bảo làm được. Cái vùng nào mà không nên làm thì các bác cũng phải vui vẻ chấp nhận. Tôi thì chịu lỗ tiền xăng tiền công, còn các bác thì chấp nhận nghe tôi nói. Vì chúng tôi là người đi sửa nhà yến nên chúng tôi đã bị rất là nhiều pha rồi. Ở cái vùng vị trí không tốt ấy, thì chúng tôi làm nó tỷ lệ thành công không mỹ mãn đâu. Nó có thành công nhưng mà không mỹ mãn như mọi người mong muốn, như bản thân tôi mong muốn. Nên cái vị trí làm nhà chim phải thật là tốt, phải là tốt nhá. Nhất vị trí và sau đó phần kỹ thuật. Đấy, thì tôi sẽ cố gắng tường thuật cái buổi tối nay chim nó về. Thì chiều bác chủ nhà cũng rất là hậu mãi, đã cũng mời chúng tôi ở lại ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Thì giờ này thì cũng xong xuôi rồi, nên là tôi cũng gắng làm một cái video để quý vị rằng chúng tôi đã làm đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà yến. Thì con yến nó rất công bằng, nó đúng là nó ở, còn nó không đúng thì nó không ở. Không đổ cho cây anten Vinaphone hay Viettel, cũng không đổ cho cái ai được. Nhưng mà cái phần kết cấu căn nhà yến và kỹ thuật phải đúng, phải chuẩn. Cái phần xây dựng thì rất quan trọng, nó chiếm đến 80% thành công nhà yến và kỹ thuật chúng tôi chỉ là 20%. Trong phần kỹ thuật đấy thì có kỹ thuật vận hành nhà yến thì các bác chủ nhà thì cũng phải hết sức quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Nên chúng tôi là một cái đơn vị chuyên đi sửa chữa nhà yến thì các bác chủ nhà thường quý chúng tôi lắm, thực sự rất là quý. Nhưng mà ngược lại thì cũng một số cũng không quý tôi. Vì khi tôi làm xong tôi không lấy tiền. Nói thì nó thô nhưng mà thật các bác ạ. Đấy, khi mà đủ tim đủ tỏ rồi không muốn trả tiền. Xay cái nọ, xay cái kia. Thì nhân cái chuyện này tôi cũng kể câu chuyện như thế này. Chúng tôi khi làm ở thị xã Phước Long. Thì tôi cũng nghĩ rằng là tình cảm của bà con dành cho tôi. Thế thì làm thì cũng chả được cái gì, cũng ăn một bữa cơm, cũng chả lấy được, có nhà chứ không ăn được bữa cơm luôn, cũng chả có nước đá để uống đâu. Thế khi làm mới khoảng hơn 200 tọ rồi, thì làm ăn chia. Thế cuối cùng là ra đánh nhau đánh thào, bảo là sao cú đến không đuổi, là mặt không xịt, rồi là tắc kè thằn lằn sao không đuổi, không bắt. Thì tôi nó chả nói luôn. Chủ nhà yến mà không bắt được, không xịt được mạt này, không vận hành được cái gì chúng tôi hướng dẫn này, bắt chúng tôi đuổi cú này, bắt chúng tôi bắt cắt này, bắt chúng tôi bắt tắc kè thì thôi, chào thân ái quyết thắng nhá. Đấy tôi cũng nói cho quý vị vậy.
những công việc đó là công việc đơn thuần, công việc không phải kỹ thuật chúng tôi làm, nên là tôi cũng chào thân ái luôn, để tiếp nhận không ăn, không được ăn cơm luôn, không được mời uống nước trịnh soạn luôn, cũng chẳng được đồng tiền nào hết đấy. Thì các bác cũng biết rồi đấy, cuộc sống mà cho đi là còn lại, nên tôi cũng chả biết cái gì đâu. Thế nhưng mà cũng gặp một số chủ nhà nó tệ lắm, bạc lắm, bạc ghê lắm, nên là cũng nói với các bác như vậy là tôi tâm sự thật, tôi nói sai không bằng con cháu nhà các bác đâu đấy, thì cũng nói với bác như vậy. Quay lại cái nhà yến này thì bao nhiêu vốn liếng ở cái nhà yến này thì bác chủ nhà đã dồn hết vào đây rồi. Thực sự các bác đã dồn hết tất cả tâm huyết vào cái nhà yến, đi vay đi mượn rồi là bán dãy bán đỏ luôn. Nên tôi cũng cố gắng tôi làm căn nhà yến này để cho hai bác đây đỡ khổ, suốt ngày trông ngóng. Chúng tôi thì cũng nói chân tâm sự thật, cũng đã đến những ngôi nhà yến mà làm xong ấy, nói thật ra ăn được mỗi bữa cơm đấy, nói thật ra như vậy, xong lại đi về không có đồng nào luôn đấy. Rồi một số khách hàng của tôi thì mời tôi đến khảo sát, hay lắm, tôi sống phóng thoáng lắm, đến khảo sát thì tôi chỉ là làm cái này làm cái kia, cũng như là tôi làm video để quý vị tham khảo đấy. Thế là tôi cho âm cho ẹc vào, hứa hẹn là ngày mai ngày mốt làm, cuối cùng là sau là tự làm xong là không làm nữa. Thế tôi cũng bình thường, thế hỏi tôi có lấy tiền xăng không của tôi không, có lấy tiền công của tôi không, tôi ra về đấy. Thì nói thật ra quý vị là tôi đến khảo sát cho quý vị, tôi cũng rất là phóng thoáng, tôi chấp nhận mất ngày mất buổi mất tháng mất năm mất mọi thứ, nên là không làm thì thôi, không quan trọng nhá. Đấy thì cũng nói là phần thiệt thòi của chúng tôi làm nghề yến, chứ còn tôi không sống, tôi không bán chấp bất kỳ điều gì cả, nên là quý khách hàng mến tôi thì tôi sẽ làm được quý vị thôi. Tôi sống cũng năm nay ngoài đến hơn 40 tuổi rồi. Đấy, có cái gì tôi cho quý vị thì đó, nên là trong kênh YouTube chúng tôi đưa kiến thức, quý vị cố gắng làm sao mà vận hành lấy, mà tự sửa lấy được là cái tốt nhất nhá quý vị ạ. Thế thì giờ trời nó mưa rồi, tôi cũng xin phép quý vị là khi mà đang vào rồi đây này. Đấy, tôi xin phép quý vị gác máy tại đây và chúng tôi phải dừng video tại đây, trời mưa quá. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào video kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Căn nhà này ở huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước nha quý vị. Mấy nay tôi đang làm ở huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào video kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt quý vị.